Check. Ok. Chào mọi người, mình là Vinh và chào mừng mọi người đã đến với channel của mình. Lần trước chúng ta đã có một video giới thiệu sơ qua về carbohydrate, bao gồm 4 loại carb cơ bản là monosaccharide, disaccharide, oligosaccharide và polysaccharide. Nhóm monosaccharide và disaccharide là hai thằng thuộc nhóm đường, và trong video trước mình đã đề cập là hai thằng này là một trong những nguyên nhân chính gây nên tình trạng béo phì nhiều hơn bao giờ hết qua những năm gần đây. Thì đó là mặt xấu của carbohydrate. Vậy thì mặt tốt và những câu hỏi mà bạn chưa biết về carb thì sao? Video ngày hôm nay sẽ trả lời cho việc đó. Ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về nhóm polysaccharide, hay còn gọi là carbohydrate phức tạp, bao gồm nhiều monosaccharide liên kết lại với nhau. Các liên kết này có thể dao động từ vài chục cho đến vài chục nghìn monosaccharide liên kết lại với nhau, tùy vào độ phức tạp của chúng. Thì những cấu trúc phức tạp này sẽ được chia ra từ động vật là glycogen, hoặc là từ thực vật bao gồm starch và fiber, hay chúng ta sẽ còn gọi là tinh bột và chất xơ. Vậy thì glycogen là gì? Glycogen là một dạng polysaccharide được lưu trữ trong cơ thể chúng ta, bao gồm từ 80 cho đến 120 gram ở gan và 300 cho đến 400 gram ở cơ bắp. Thì thằng glycogen này sẽ có chức năng duy trì mức đường huyết và cung cấp năng lượng cho những cái hoạt động cơ bắp của chúng ta hàng ngày. Nếu kho chứa glycogen trong cơ thể của bạn đã được chứa đầy, thì lượng glucose dư thừa trong cơ thể của bạn sẽ được chuyển hóa thành fatty acid và lưu trữ ở các mô mỡ. Thì đó là một chút về glycogen, và nghe nó thì cũng chưa có được to tát cho lắm. Thì tính mình đi, nếu mà các bạn đã quan tâm đến việc tập luyện và các bạn đã tập luyện lâu năm rồi đó, thì biết một tí về glycogen nó sẽ giúp rất rất là nhiều cho cái tương lai hoạt động của bạn sau này. Còn bây giờ thì sẽ là tinh bột và chất xơ. Tinh bột là một chuỗi đường đơn giản được liên kết lại với nhau và cơ thể bạn có thể dễ dàng tiêu hóa được. Và đây cũng là nguồn carbohydrate phổ biến nhất được sử dụng để cung cấp năng lượng cho nhóm vận động viên và chiếm hơn 50% tổng lượng carbohydrate được nạp vào trong ngày. Những nguồn dầu tinh bột sẽ bao gồm bánh mì, ngũ cốc, mì ý, cơm trắng, các loại khoai, các loại đậu. Fiber. Hello motherfucker. Hay thường chúng ta sẽ gọi đây là chất xơ, là một dạng non-starch polysaccharide, hay chúng ta sẽ gọi đây là carbohydrate, nhưng mà không chứa tinh bột. Thực ra thì trong chất xơ chứa rất rất là nhiều đơn vị glucose và cấu trúc cũng vô cùng phức tạp. Có một điều là cơ thể bạn không thể phá vỡ những cái cấu trúc này và không thể tiêu hóa nó. Chính vì cái điều đó nên là chất xơ không phải là nguồn cung cấp năng lượng chính cho cơ thể. Tuy là vậy nhưng mà một lượng nhỏ chất xơ khi mà đưa vào cơ thể bạn, nó sẽ được lên men bởi hệ vi khuẩn đường ruột. Và điều này sẽ có ảnh hưởng tốt đến hệ vi sinh vật trong đường tiêu hóa, hay còn gọi là gastrointestinal microbiota. Có lợi cho việc chuyển hóa các chất dinh dưỡng và kiểm soát cân nặng của bạn. Về khía cạnh sức khỏe thì việc nạp đầy đủ chất xơ sẽ giúp cải thiện cái độ nhạy của hormone insulin, giảm nguy cơ phát triển những cái loại bệnh như là ung thư trực tràng, bệnh tiểu đường loại 2 và các loại bệnh tim mạch. Và đó chỉ là một trong rất rất là nhiều cái lợi ích mà chất xơ mang lại mà thôi. Chất xơ sẽ được chia ra làm hai loại, soluble fiber và insoluble fiber, hay còn gọi là chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan sẽ có khả năng hút nước, làm chậm quá trình tiêu hóa, ảnh hưởng tích cực đến việc kiểm soát lượng đường huyết và tối ưu sự vận chuyển các chất dinh dưỡng trong cơ thể bạn. Còn chất xơ không hòa tan sẽ có công dụng tăng cường chức năng tiêu hóa, tăng khả năng vận chuyển trong một chế độ ăn giàu đạm, rút ngắn thời gian vận chuyển trong đường ruột. Bạn nào mà có vấn đề như là táo bón thì nên để ý bổ sung những cái loại chất xơ không hòa tan này vào cái bữa ăn của bạn. Và sau đây sẽ là bảng phân loại những nguồn có nhiều lượng chất xơ hòa tan và chất xơ không hòa tan. Chất xơ hòa tan sẽ có nhiều ở trong yến mạch, đậu lăng, táo, cam, những loại hạt, những loại đậu, dưa leo, rau cần tây và cà rốt. Còn những nguồn như là lúa mạch, gạo lứt, bí ngòi, bông cải xanh, những loại rau xanh đậm thì trong đó sẽ có nhiều lượng chất xơ không hòa tan. Một chế độ ăn giàu chất xơ sẽ có lợi ở rất nhiều mặt, như là tạo cảm giác no khi ăn, chứa ít calories, nhiều những cái dưỡng chất từ những nguồn micronutrients, vitamin và khoáng chất, cân bằng độ pH trong đường ruột, kích thích quá trình lên men ở ruột, kiểm soát cân nặng và cải thiện body composition, hay còn gọi là tỷ lệ thành phần cơ thể.
Chính vì là có quá nhiều lợi ích như vậy nên là các bạn hãy nên để ý đến chất xơ một tí, đảm bảo cung cấp đầy đủ lượng chất xơ trong một cái chế độ ăn hàng ngày của bạn. 30-40g đối với nam và 25-30g đối với nữ là con số chất xơ khuyến nghị nên nạp đối với nhóm vận động viên để đảm bảo sức khỏe của họ. Và đó chỉ là một chút nói sơ qua về nhóm polysaccharide bên trong và bên ngoài cơ thể của chúng ta. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với phần phức tạp hơn một tí, đó chính là blood glucose regulation, hay còn gọi là quá trình điều hòa đường huyết. Mình sẽ cố gắng tóm gọn cái phần này lại vì không muốn nó quá trở nên khó hiểu. Mình đem phần này vào video vì mình nghĩ nó là một phần quan trọng nếu như các bạn muốn cải thiện cái việc tập luyện cũng như là cái việc phát triển cơ bắp của bạn. Lượng đường huyết và chức năng đường huyết trong cơ thể của chúng ta cần một sự chú ý quan trọng. Nhưng mà đa phần thì không ai để ý đến cái việc này, nhất là đối với nhóm vận động viên và đặc biệt là đối với những ai đang bị tiểu đường loại 1. Thời điểm mà mức đường huyết trong cơ thể bạn nên được để tâm và chú ý nhất đó chính là trong lúc và sau lúc tập luyện hoặc là hoạt động, và đặc biệt là từ 1 đến 3 tiếng đầu của quá trình hồi phục trao đổi chất trong cơ thể bạn. Và cách tốt nhất để bạn thúc đẩy được cái quá trình hồi phục này và tối ưu được cái việc hồi phục sau một quá trình tập luyện đó chính là dung nạp từ 1 cho đến 1.2 gram tinh bột trên 1kg cân nặng, kết hợp với 20 cho đến 30g chất đạm tùy vào tạng của mỗi người, thì đây là cách tốt nhất để thúc đẩy cái quá trình hồi phục sau một buổi tập của bạn. Trong quá trình bạn tập luyện thì việc có đủ lượng glucose sẽ hỗ trợ cho cơ bắp của bạn hoạt động tốt, và đồng thời thì việc này cũng hỗ trợ cho việc cân bằng quá trình chuyển hóa trong cơ thể của bạn. Thì lượng đường huyết trong cơ thể bạn ở bất kể lúc nào phải luôn đảm bảo cân bằng ở mức 70 cho đến 110mg trên decilit. Cho dù bất kể phương thức hoặc là cường độ tập luyện của bạn như thế nào thì lượng đường huyết của bạn luôn luôn phải đảm bảo cân bằng ở mức này. Trong quá trình mà bạn tập luyện ở cường độ cao thì hệ đường phân, hay còn gọi là glycolytic system, là một trong ba hệ năng lượng chính trong cơ thể bạn, thì hệ đường phân sẽ là hệ năng lượng chiếm ưu thế hơn so với hai hệ còn lại. Thì thằng glycogen, thằng mà mình đã đề cập ở lúc ban đầu chứa ở gan và cơ bắp, thì nó sẽ được dùng làm nguồn nhiên liệu chính để cung cấp năng lượng cho cơ thể của bạn trong lúc bạn tập luyện. Bây giờ thì chắc mới thấy nó quan trọng ha. Thì sau một cái quá trình mà bạn tập luyện, việc dung nạp đầy đủ carbohydrates từ những nguồn bên ngoài nó sẽ làm tăng cái lượng đường huyết, và từ đó nhờ hormone insulin, thì hormone này nó sẽ giúp cho kho chứa glycogen của bạn khi mà bị cạn kiệt nó sẽ hồi phục lại. Nên là nhiều người cứ hay nói là tăng lượng đường huyết trong máu là xấu, insulin là xấu, vân vân, mày kiểu như vậy. Thực ra thì có một điều mà bạn nên hiểu như vậy nè. Đa phần thì những cái loại hormones trong cơ thể bạn thì không có một loại nào là xấu cả. Nó chỉ làm đúng chức năng của nó để đưa cơ thể bạn về trạng thái cân bằng mà thôi. Thì việc làm đầy kho chứa glycogen này mới giúp cơ thể bạn hồi phục và phát triển cơ bắp, nếu như các bạn biết thực hiện và xử lý carb một cách tối ưu. Ngày hôm nay chúng ta đã nói về nhóm polysaccharide bao gồm glycogen từ động vật chứa 80-120g ở gan và 300-400g ở cơ bắp, và nhóm polysaccharide từ thực vật là tinh bột và chất xơ. Tinh bột hay còn gọi là starch sẽ có nhiều ở trong những cái loại ngũ cốc mà chúng ta thường hay ăn như các loại gạo, bánh mì, bắp, yến mạch. Và nhóm chất xơ bao gồm chất xơ hòa tan và không hòa tan. Chất xơ hòa tan sẽ có nhiệm vụ làm chậm quá trình tiêu hóa, kiểm soát lượng đường huyết và tối ưu sự vận chuyển các chất dinh dưỡng. Nhóm chất xơ không hòa tan sẽ tốt cho hệ tiêu hóa, tăng cường chức năng tiêu hóa của bạn. Và cuối cùng là một phần của quá trình điều hòa lượng đường huyết, hay còn gọi là blood glucose circulation. Xem lại nha. Thì đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay, và mình mong mọi người sẽ thích nó. Nếu có thắc mắc gì đó thì các bạn hãy comment ở bên dưới, và hoặc là hỏi mình ở trong những cái trang cá nhân, mình sẽ để cái link ở bên dưới luôn. Có lẽ video ngày hôm nay sẽ là video cuối ở đây, bởi vì sau khi mà mình quay xong video này, ngày mai là ngày mình sẽ phải dọn lên một thành phố mới ở chung với anh mình. Và ở đây là nhà của cô chú của mình, khá là thân thuộc rồi, và mình nghĩ là mình sẽ rất là nhớ nó. Có thể mấy bạn cũng sẽ nhớ nó. Và it's okay. Anyway, và đó là toàn bộ nội dung của video ngày hôm nay. Mình mong là mọi người sẽ thích nó. Nếu mà có thắc mắc gì đó thì hãy comment ở bên dưới, hoặc là nhắn tin cho mình qua những cái trang ở bên dưới, mình sẽ để bên dưới. Ok, thì hẹn gặp lại mọi người vào video tiếp theo ở một nơi khác. See ya.